Trên thế giới, hàng ngàn hộ gia đình Nhật Bản phải sơ tán khẩn. Ông Trump thắng áp đảo bà Harris trong cuộc thăm dò trên X. Bà Harris phát biểu khi nhận đề cử của Đảng Dân Chủ. Thụy Sĩ báo động về thế hệ chiến binh thánh chiến trẻ tuổi. Tìm thấy viên kim cương khổng lồ lớn thứ hai trong lịch sử. Tại Việt Nam, giáo viên sẽ được dạy thêm với học sinh lớp mình. Hơn 1.000 cú sét giáng xuống miền Bắc trong 1 giờ. Sạt lở tại Sơn La, cô gái bỏ xe chạy thoát thân. Mua xe máy giá rẻ, hơn 1.000 người sập bẫy lừa đảo. Cảnh báo nguy hiểm, xe bán tải chở 3 trẻ nhỏ ngồi thùng xe. Cùng chào đón tất cả quý vị đã đến với chương trình tối nay ngày 23 tháng 8 của Khỏe Tự Nhiên. Kính chúc quý vị buổi tối an lành. Và sau đây sẽ là các thông tin chi tiết về các diễn biến mới nhất trên thế giới. Hàng ngàn hộ gia đình Nhật Bản phải sơ tán khẩn cấp. Thưa quý vị, từ đêm ngày 22 đến trưa ngày 23 tháng 8 ngày hôm nay, mưa lớn kỷ lục đã xảy ra ở hầu hết các khu vực thuộc vùng Tokai của Nhật Bản, với lượng mưa trong 24 giờ lên tới hơn 300mm, mức cao nhất kể từ khi cơ quan khí tượng Nhật Bản bắt đầu thu thập số liệu thống kê. Hàng ngàn hộ gia đình đã phải sơ tán khẩn cấp nhằm đảm bảo an toàn trước nguy cơ lở đất có thể xảy ra. Từ khoảng 3 giờ đến 8 giờ sáng ngày hôm nay, các khu vực quanh thành phố Shizuoka, miền trung của nước này cũng đã ban hành lệnh sơ tán khẩn cấp ở mức 4/5 cấp cảnh báo của Nhật Bản đối với 3.600 người thuộc 1.500 hộ gia đình do nguy cơ lở đất tăng cao, lũ lụt ở vùng trũng thấp, mực nước sông dâng cao, khả năng xảy ra sét, lốc xoáy, gió giật mạnh và mưa đá, đồng thời khuyến khích mọi người dân ở các khu vực nguy hiểm nhanh chóng sơ tán. Theo cơ quan khí tượng Nhật Bản, điều kiện khí quyển đang trở nên cực kỳ bất ổn, chủ yếu ở khu vực Tokai, do ảnh hưởng của đợt không khí ấm và ẩm thấp bao quanh các vùng rộng lớn giáp Thái Bình Dương, khiến bất ổn thời tiết sẽ còn kéo dài trong vài ngày tới. Chuyển qua tình hình tại Mỹ, ông Trump thắng áp đảo bà Harris trong cuộc thăm dò trên X. Thưa quý vị, vào ngày 20 tháng 8, tỷ phú công nghệ Elon Musk đã đăng và tạo một cuộc thăm dò tỷ lệ ủng hộ hai ứng viên Tổng thống 2024 kéo dài 24 giờ trên mạng xã hội X. Ông Elon Musk viết rằng, vì rất nhiều người đã đặt câu hỏi nên đây là một cuộc thăm dò siêu phi khoa học, ám chỉ rằng chỉ cần tài khoản người dùng đã xác thực trên mạng này là có thể bầu chọn, không cần nhiều thủ tục và không có mục đích như các cuộc khảo sát truyền thống. Kết quả, trong số hơn 5,8 triệu phiếu bầu thì có gần 3/4 số người cho biết sẽ bỏ phiếu cho ông Trump vào tháng 11, trong khi chỉ có hơn 1/4 người bình chọn muốn thấy bà Harris được bầu. Như vậy, ông Trump đã có chiến thắng áp đảo bà Harris trong lòng người dân Mỹ sử dụng mạng xã hội X. Cuộc thăm dò đã gây ra làn sóng tranh cãi mới của người dân Hoa Kỳ, bởi vì kết quả này đi ngược hoàn toàn với những cuộc thăm dò trước đây đã được giới truyền thông chính thống thực hiện và công bố, rằng bà Harris luôn bằng hoặc thắng sít sao từ 1-4% so với ông Trump trên toàn nước Mỹ, hoặc thắng được sự ủng hộ nhỏ ở 7 tiểu bang chiến trường. Trước đó, ông Musk đã phỏng vấn ông Trump trên nền tảng X-Space trong cuộc đối thoại không có kịch bản và không có giới hạn. Theo vị tỷ phú công nghệ này, thì cuộc phỏng vấn đã thu hút được hơn 275 triệu lượt xem. Bà Harris phát biểu khi nhận đề cử của Đảng Dân Chủ. Vào tối ngày 22 tháng 8 theo giờ Mỹ, trong ngày cuối cùng của Đại hội Toàn quốc Đảng Dân Chủ, Phó Tổng thống đương nhiệm bà Kamala Harris đã có bài phát biểu chấp nhận đề cử của Đảng trở thành ứng viên Tổng thống của Đảng này. Truyền thông Mỹ đã gọi đây là bài phát biểu lịch sử vì nó đánh dấu lần đầu tiên tại quốc gia này một người phụ nữ da màu và người Mỹ gốc Á được một chính đảng lớn đề cử để chạy đua vào chức chủ nhân của Tòa Bạch Ốc. Bà Harris trở thành ứng viên sáng giá nhất của Đảng Dân Chủ cách đây hơn một tháng sau khi Tổng thống Hoa Kỳ đương nhiệm ông Joe Biden, 81 tuổi, rời khỏi cuộc đua. Và bà đã gây quỹ được kỷ lục là 500 triệu đô la Mỹ trong thời gian này. Cũng theo truyền thông Mỹ, bà đã được thu hẹp khoảng cách hoặc là dẫn trước ông Trump trong nhiều cuộc thăm dò ý kiến tại các tiểu bang chiến trường sẽ quyết định cuộc bầu cử. Giống như ông Trump, vị phó tổng thống đương nhiệm này cho biết muốn làm tổng thống của toàn nước Mỹ, nhưng không quên chỉ trích đối thủ Đảng Cộng Hòa, ông Donald Trump. Bà khẳng định rằng việc đưa vị cựu tổng thống trở lại Tòa Bạch Ốc sẽ đưa tới hậu quả nghiêm trọng. Thụy Sĩ báo động về thế hệ chiến binh thánh chiến trẻ tuổi. Giám đốc cơ quan tình báo liên bang Thụy Sĩ FIS, ông Christian Dussen, mới đây cho biết
mối đe dọa tấn công khủng bố từ những chiến binh thánh chiến trẻ tuổi ở nước này đã gia tăng từ đầu năm 2024, theo các lời kêu gọi đăng trên mạng xã hội của các nhóm Hồi giáo cực đoan. Giám đốc FIS phân tích, lời kêu gọi đó thực sự đã tạo ra động lực mới cho những phần tử ủng hộ bạo lực và được lan truyền trên các nền tảng mạng xã hội. Chúng tôi nhận thấy nguy cơ xảy ra tấn công ở Thụy Sĩ. Để chống lại mối đe dọa của chủ nghĩa cực đoan, FIS giám sát mạng Internet thông qua biện pháp hợp tác chặt chẽ với các cơ quan tình báo nước ngoài. Cũng theo người đứng đầu FIS, khoảng 30 vụ bắt giữ liên quan đến các mối đe dọa khủng bố Hồi giáo đã được thực hiện ở châu Âu kể từ đầu năm nay. Ngoài ra, ông Ducey cũng đã chỉ ra rằng xu thế gia tăng các hoạt động tấn công mạng, phát tán tin giả của tin tặc Nga cũng như số lượng gián điệp Trung Quốc gia tăng mạnh qua từng năm đang gây nguy hại lớn cho đất nước này. Các viện nghiên cứu và trường đại học Thụy Sĩ đã chủ động liên lạc, phối hợp với cơ quan tình báo vì họ muốn bảo vệ những thành tựu nghiên cứu về chip, về công nghệ sản xuất hàng đầu thế giới vốn đang được một số cường quốc quan tâm và mong muốn sở hữu. Tìm thấy viên kim cương khổng lồ lớn thứ hai trong lịch sử. Công ty khai khoáng Lucara Diamond của Canada vào ngày 21 tháng 8 công bố tìm thấy viên kim cương lớn thứ hai từng được phát hiện trên trái đất, vị trí là ở khu mỏ nổi tiếng Karo ở Botswana, châu Phi. Viên kim cương có khối lượng 2.492 carat này được phát hiện và thu hồi bằng công nghệ tia X đặc biệt để tìm kiếm, khai thác và bảo quản những viên kim cương lớn có giá trị cao. Trước đó, công ty cũng đã khai thác viên kim cương Seguelo 1.758 carat vào năm 2019 và viên Seridi Larona 1.109 carat vào năm 2015 cũng tại khu mỏ này. Kỷ lục về viên kim cương lớn nhất từng được tìm thấy vẫn thuộc về viên kim cương Kulianan nặng 3.106 carat được phát hiện vào năm 1902 tại Nam Phi. Tiếp theo mời quý vị cùng chuyển qua các thông tin tại Việt Nam. Giáo viên sẽ được dạy thêm với học sinh lớp mình. Thưa quý vị, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố dự thảo thông tư quy định về dạy thêm học thêm. Trong đó, dạy thêm học thêm chỉ được tổ chức khi học sinh có nhu cầu học thêm, tự nguyện học thêm và được cha mẹ hoặc người giám hộ đồng ý. Không cắt giảm nội dung chương trình môn học trong kế hoạch giáo dục của nhà trường để đưa vào dạy thêm và học thêm. Không dạy thêm trước các nội dung so với phân khối chương trình môn học trong kế hoạch giáo dục của nhà trường. Không sử dụng những ví dụ, câu hỏi, bài tập đã dạy thêm, học thêm để kiểm tra và đánh giá học sinh. Không tổ chức dạy thêm học thêm trong nhà trường đối với các trường đã tổ chức dạy học 2 buổi một ngày. Điểm đáng chú ý trong dự thảo này là giáo viên được giảng dạy học sinh của lớp mà giáo viên đang trực tiếp dạy học trong nhà trường. Trong trường hợp này, giáo viên phải báo cáo, lập danh sách các học sinh đó gửi hiệu trưởng và cam kết không dùng bất kỳ hình thức nào ép buộc học sinh học thêm. Trước đó, quy định của Bộ không cho phép giáo viên được dạy thêm ngoài nhà trường đối với học sinh mà giáo viên đang dạy chính khóa khi chưa được có sự cho phép của cơ quan quản lý giáo viên đó. Hơn 1.000 cú sét giáng xuống miền Bắc trong 1 giờ. Vào đêm ngày hôm qua ngày 22 tháng 8, thưa quý vị, Hà Nội và các tỉnh phía Bắc đã trải qua một đêm mưa lớn kèm theo dông và sấm sét dữ dội. Trận mưa này do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió trên cao. Theo Trung tâm Mạng lưới Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chỉ trong vòng 1 giờ đồng hồ, khu vực Bắc Bộ, bao gồm cả Hà Nội, đã ghi nhận hơn 1.000 cú sét. Trong đó, khu vực có sét nhiều nhất gồm có Lạng Sơn, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Hà Nội và Hòa Bình. Mưa lớn kéo dài suốt đêm khiến cho nhiều tuyến phố tại thành phố Hà Nội đã bị ngập sâu, gây khó khăn cho việc đi lại và sinh hoạt của người dân. Sức gió mạnh kèm theo dông lốc đã làm đổ nhiều cây xanh trên các tuyến đường. Để đề phòng tránh sét, chuyên gia khuyến cáo khi trời sắp xảy ra dông thì biện pháp tránh sét tốt nhất là nên ở nhà. Chỗ an toàn để tránh sét là tòa nhà hay là công sở có lắp đặt các hệ thống chống sét. Khi ở trong nhà thì nên đứng xa cửa sổ, cửa ra vào, các đồ dùng điện, tránh các chỗ ẩm ướt như là buồng tắm, bể nước, vòi nước, không nên dùng điện thoại trừ những trường hợp rất cần thiết. Tìm chỗ khô ráo, nếu xung quanh có cây cao thì nên tìm chỗ thấp, người ở vị trí càng thấp càng tốt, tay ôm cổ. Phần tiếp xúc của người với mặt đất là ít nhất. Nhón chân không được nằm xuống đất, sau khi nghe thấy tiếng sét 30 phút thì có thể trở lại làm việc bình thường. Sạt lở ở Sơn La, cô gái bỏ xe chạy thoát thân. Vào ngày hôm nay ngày 23 tháng 8, mạng xã hội đã xuất hiện một đoạn clip ghi lại cảnh một cô gái đã bỏ lại xe máy khi thấy đất đá từ trên núi đổ xuống đường xảy ra tại xã Tạ Bú, huyện Mường La, tỉnh Sơn La.
trên người cô mặc áo mưa, cô gái đã cố gắng nhanh chóng thoát chạy khỏi khu vực nguy hiểm. Sự việc này đã làm dấy lên những tranh luận về việc xử lý tình huống nguy hiểm cũng như là cách đánh giá mức độ an toàn của mỗi người. Lãnh đạo xã Tạ Bú cho hay, cô gái bỏ lại xe máy trong clip là do hòn đá bị kẹt ở bánh xe nên không thể di chuyển. Dù đã cố gắng dựng xe lên nhưng xe không thể nổ máy được. Đất đá lúc đó vẫn sạt xuống nên cô gái đã phải bỏ lại xe, chạy khỏi khu vực nguy hiểm. Rất may không có thiệt hại về người. Hiện khu vực này trời vẫn đang mưa, tuyến quốc lộ nhiều người qua lại, do đó người dân cần chú ý quan sát để ứng phó với trường hợp khẩn cấp. Hơn 1.000 người sập bẫy lừa mua xe máy giá rẻ. Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã bắt giữ nhóm 6 người lừa đảo trong đường dây lừa bán xe máy nhập từ nước ngoài với giá rẻ. Những thành viên đã lập nhiều hội nhóm mua bán xe trên mạng xã hội, giới thiệu các mẫu xe do thiếu giấy tờ nên giá giảm rất sâu, mỗi xe chỉ từ 20 đến 30 triệu đồng và chạy quảng cáo để tăng mức độ tiếp cận nhiều người. Nhóm này làm giả các tờ khai hải quan, phiếu xuất kho, đơn gửi hàng, v.v. rồi gửi khách nhằm chứng minh việc mua bán, vận chuyển là có thật và dùng lý do hàng đã rời khỏi kho để yêu cầu khách gửi tiền đặt cọc 20%. Nạn nhân sau khi chuyển gần hết tiền nhưng chờ thời gian dài không thấy nhân viên chuyển phát giao xe nên đã nghi ngờ hỏi về nguồn gốc của xe và tiến độ. Lúc này, nhóm này đã hủy sim rác và cắt liên lạc với họ. Thủ đoạn lừa đảo này không còn mới, song nhóm rất tinh vi khi làm giả các giấy tờ để nạn nhân tin tưởng rằng giao dịch đang thực hiện là có thật. Tội phạm đã đánh vào tâm lý tham mua hàng chất lượng nhưng lại giá rẻ của nhiều người. Cơ quan điều tra xác định, trong hơn một năm qua, hơn 1.000 người ở hàng chục các tỉnh, thành phố đã sập bẫy của nhóm này, bị lừa hơn 10 tỷ đồng. Nạn nhân đa phần là trẻ tuổi, nhiều trường hợp giấu gia đình. Cảnh báo nguy hiểm, xe bán tải chở 3 trẻ nhỏ ngồi thùng xe. Vào ngày hôm nay, ngày 23 tháng 8, trên mạng xã hội đã lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh xe bán tải di chuyển trên đường Hạ Long gần ngã tư Ao Cá, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh, chở theo 3 trẻ nhỏ ngồi ngay trong thùng xe. Thậm chí, các em còn thò tay ra ngoài, gần sát nút khóa mở thùng. Đoạn clip này đã thu về nhiều bình luận trái chiều và đồng thời cảnh báo về nguy cơ tai nạn giao thông nghiêm trọng có thể xảy ra. Lãnh đạo đội cảnh sát giao thông công an thành phố Hạ Long cho biết, đơn vị đã tiếp nhận thông tin, các lực lượng chức năng đang tiến hành kiểm tra xử lý hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật. Và những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình tối nay của Khỏe Tự Nhiên. Trân trọng cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và đăng ký kênh. Kính chúc quý vị có một buổi tối vui vẻ. Xin kính chào và hẹn gặp lại.